Hello, chào anh em buổi sáng nha. Sáng nay cũng được nhiều anh em qua ủng hộ. Xe thì bít bãi anh em ơi, anh em qua lựa chọn lái thử, chạy thử vô tư nha. Chị tí xíu sẽ lên sóng món đi này mới lụp ghế về nè. Món đi này có 165 triệu à, số tự động, xe gia đình nhập Hàn Quốc 2007. Số tự động anh chị nha, mâm đúc đẹp của nó, tích hợp xe anh gương. Đúng xe gia đình kêu chỉ đủ nha anh chị nha. Lợp dàn ghế mới toanh luôn. Để anh em có 165 triệu về chạy gia đình chạy ngon anh chị nha. Everest máy dầu cũng mới vừa bảo dưỡng xong. Đợi khách qua xem. Xe thì rất là nhiều, anh em qua lựa chọn lái thử vô tư. Xe bắc này cũng rất là đẹp nên chị có 75 triệu à. Xe này thì đã lên 5 chỗ nha, hai lên 5 chỗ. 75 triệu mát 0.8, em này màn hình Android cam gear đầy đủ luôn. Máy số gầm cực kỳ ngon, đúng xe gia đình kêu chỉ đủ đời 2011 luôn anh chị nha. Xe này ship này hồi mấy tháng trước thì bán tới 400 mấy, giờ bán có 365 triệu anh chị. Rất là đẹp anh chị nha, bao hồ sơ cho anh em mình luôn, hai cửa thể thao 2.0 trục bô, cửa sổ trời, bô nổ uy lực chạy đường ai cũng phải ngước nhìn anh chị nha. Phông dáng đẹp lắm. Xe bắc này cũng mới về nè, mà hôm qua em cũng quay sơ lên á, là chưa lên mâm, giờ mới lên mâm rồi anh chị. Tí xíu sẽ lên sóng cho anh em mình xem ha, lực mâm đẹp không? Một mâm 5 triệu mấy về lên đẹp cực kỳ cho. 2011, xe gia đình anh chị nha, không taxi dịch vụ nha, 2010 chứ. Keo chỉ nguyên bản 118 triệu, nỉ rin, túp ly nỉ rin. Xe gia đình anh chị đừng so với xe taxi dịch vụ nha. Đó thì em này 2.10 là 5 chỗ thì 118, còn quê thì 2 chỗ thì 75. Nhưng mà 2 chỗ đã lên 5 chỗ rồi. Đó còn như mấy mẫu này 2.10 mà nếu mà xe taxi thì nó có 70, 6 mấy 70 anh chị. Xe taxi thì mình không có so được với xe gia đình đâu nha. Có nhiều khi mình quay lên có nhiều anh em nói rồi so xe này bắn mắt. Không phải đâu, người ta xe gia đình nó khác xe taxi hoàn toàn anh chị. Anh em muốn mua xe rẻ thì qua đây có xe rẻ bán cho anh em mình luôn. Đó, Highlander này cũng mới về nè, tí xíu lên sóng chi tiết cho anh em mình xem luôn. Xe cộp lắm anh chị nha. Xe này số tự động nha, 205 tục bô, bánh treo bản đủ. Xe này đang để cho anh em mình đâu có nhiêu đâu, có 188 triệu mà mới về luôn. Tí xíu lên sóng luôn, đăng kiểm dài tới tháng 8 2024 anh chị nha. Tí xíu lên sóng chi tiết cho anh em mình xem Highlander mới về ha. Ở đây thì có Escape nè, Hilux nè, Segato nè, nhiều lắm. Rất là nhiều dòng xe luôn anh chị ha. Món đi 125 triệu nữa nè. Kia Rio 225 nữa nè, số sàn nè. Em này số tự động cửa nóc, em này thì là 298 triệu. Còn em số sàn nữa. Em số sàn chắc là giờ bãi kia rồi. Em số sàn chắc ở trong nhà hay gì quá. Em số nhà, số sàn thì là sedan. Số sàn là sedan 2015 thì có 200 mấy anh chị ha. 262 triệu. Em này là tự động nhập Hàn Quốc, cửa sổ trời, số tự động, hatchback thì em này là 298. Nhiều lắm. Này Vios này như của khách không phải, không phải của em. Bên đây cũng có nhiều xe. Bên đây có Morning nè, Morning có 120 mấy triệu, 155 triệu nè, 152 triệu Morning. Audi 409 đang xả Audi A3 của em nè. Xả luôn chị, chạy sướng lắm, 100 cây chạy 5 lít rưỡi xăng đầy 24.8 chục bô em đang đi bữa giờ ha. Civic 350 bao hồ sơ cho nên mình luôn, có giảm có bớt luôn, xe riêng gia đình, số tự động. Fortuner có 330 anh em, Fortuner tự động này hồi mấy 3 tháng trước mấy xe này bán tầm khoảng 390, 370. Giờ em bán có 330, số tự động, hai cầu, máy số riêng luôn chị nha. Xe cọp luôn 2011 chúng 2009 nha. 2011 luôn, nói chung là mua được rẻ bán rẻ thì có 330 triệu à. Anh em qua lựa chọn lái thử chạy thử vô tư. Chứ mà nhiều xe lắm anh chị nha. Mà tiếp này khách qua đổi nè, mà không biết không biết mua nhiêu, chắc về xe này chắc 20-30. Nhiều xe lắm anh em. Anh em qua lựa thoải mái lái thử vô tư nha. Có khách đang có xe Innova nữa nè. Innova này 2.1 bản G, 208, 207 cũng G ha. Trong nhà cũng nhiều. Ủa con Rio đấy đâu rồi Cường? Con Rio á, Rio sedan đấy đâu rồi ạ? Bán chi hả? Nhiều lắm anh em. Highlander dây nè, City Vios, Laser, i10 bản này là i10 bản gì ta? i10 con này hình như bán đủ nữa nè. 215 nữa nè, i10 bản thiếu 168, trong nhiều lắm. Camry mình còn 3-4 xe nữa, Camry gì có 300 hơn à. Camry 300 hơn, 207 nhập ha. Rồi ok anh em, xe nào liên hệ cho em qua số 0866-679-71 nha. Có xem là có bớt, có chạy thử là có bớt nha. Có bán góp, có cho nợ. Góp thì chắc cũng hơi khó đậu mà thôi, anh em mua nợ cho dễ. Em cho nợ 20, 30, 40 tùy xe ha. Rồi cảm ơn, chúc em buổi sáng vui vẻ nha.